Này, clip ngày hôm nay em xin gửi lời tới vài anh thợ đồng. Còn những anh thợ mà kiểu tuyển thủ á, hay trình thách đấu chiến tướng á, thì thôi, tụi mình cũng hiểu nhau quá rồi, thì chắc không cần phải coi clip này đâu. Em mới nói với anh thợ đồng thôi nha, thợ đồng, thợ CU, thợ bạc, thợ bạch kim, kim cương gì đấy. Thì đây, em có vài lời muốn nói. Thứ nhất, nói về cái chuyện á, mà dán tem trong. Tại sao phải mở ra bên trong mà mày dán tem trong làm chi? 100 cây có cây dựng, mày bung hết 100 cây à, mày ngáo à, mày nhìn đời với con mắt tiểu nhân lừa lọc à, ai cũng lừa đảo à, nên mày phải mở bên trong kiểm tra. Thì em nói cho mấy anh thợ đồng nghe nè, này em nói kỹ với anh thợ đồng nghe nè, cái việc em đang làm á, nó có anh em tính là hai giá trị nha. Nếu mà em đang học về xác suất thống kê á, thì đồng xu sắp ngửa mặt trên, anh em tung 10 lần thì mặt trên có thể là nó ra 7 lần, mặt sấp có thể ra 3 lần. Nhưng mà khi anh em tung tới 1 tỷ lần á, thì nó sẽ gần về con số 50-50. Có thể là 500 triệu mặt trên, 500 triệu mặt dưới, hoặc là 499 triệu 900 ngàn mặt dưới chẳng hạn. Thậm chí trong đó có lọt sổ 1-2 lần đồng xu đứng yên ở giữa và không đưa về một mặt trên, mặt dưới, mặt hình, mặt số đâu cả. Em đang nói về xác suất thống kê nha. Cái thứ hai á, anh em biết lý do tại sao anh em chơi chơi số đề mà anh em thua hoài? Thì đơn giản thôi, anh em kéo từ 01 lên 50, anh em kém 50% đúng không? Nhưng mà khi anh em thua á, anh em phải chung hết 50, còn anh em ăn á, anh em ăn được có 70, anh em lời được có 20 thôi. Đó cũng là lý do tại sao khi anh em vào Las Vegas, anh em càng chơi xác suất thống kê thì anh em ngồi càng lâu thì anh em càng thua. Có nghĩa là đầu tiên có thể anh em ăn dữ lắm, anh em đánh 10 ván anh em ăn 7 ván, nhưng mà anh em đánh lên 1 triệu ván, 1 tỷ ván rồi và nhiều người chơi đánh con số rồi thì cái xác suất nó sẽ trở về đúng như nhà cái mong muốn. Và thế là anh em càng ngồi anh em càng thua. Nó cho anh em ăn uống nhà hàng khách sạn bỏ bà cái đồng hồ trong Las Vegas luôn, anh em chỉ biết ngồi chơi ngày này ngày khác thôi. Đó là kiểu như thế. Mà còn nói về cái thống kê á, cái này quan trọng ấy nè. Anh em á, nó thích ngồi trên một cái chuyến bay á, mà 100 chuyến thì có 1 chuyến nó rủi ro. Là cái hãng hàng không mà tệ lậu nhất trên thế giới á, cái hãng hàng không như ở, em không rõ, như ở bên Afghanistan hay ở đâu á, 100 chuyến thì có tỷ lệ rủi ro 1 chuyến. Hay là anh em muốn bay trong hãng hàng không gọi là top 1 uy tín thế giới, hàng trăm triệu chuyến hình như mới có tỷ lệ rủi ro 1 chuyến. Trên đời này ở đâu tuyệt đối đúng không? Và thậm chí Rolex cũng nói rồi, tao test 20 triệu viên kim cương mới có 2 viên là giả. Tỷ lệ tao có sai sót, tao đẩy ra ngoài thị trường á, là trong 20 triệu viên tao test đó có 2 viên là giả, tao lỡ tao sai sót ra ngoài thị trường. Trên đời này nó vậy mà, nó không có gì tuyệt đối hết cả. Thì tương tự như vậy, để em nói cho anh em nghe nè, hồi đó em học mà, em biết mà, em thi 10 điểm không hà, tự nhiên có một con không điểm thì cũng thành học sinh trung bình, chứ đâu được học sinh xuất sắc. Nó là vậy đó anh em. Nếu mà anh em 100 cây á, anh em phải mở ra bên trong, anh em dán tem trong như vậy. Dán tem trong vào để làm chi? Khách mất tem ngoài thì mình còn tem trong mình còn nói chuyện. Còn nếu chị mà dán tem ngoài, bố mày đây không có bung đâu, mấy thằng thợ ngu tự nhiên bung 100 cây bung hết làm cái gì? Tao không cần dán tem trong, không cần test, tao nhìn bên ngoài rồi tao có thể đủ trình độ thượng thừa, tao là biết được bao nhiêu phần trăm. Cái đầu hàng sách tay du học sinh của tao sách về được vài trăm cây SE sườn vuông đấy, học sinh tao hay lắm, tao sách về không phải sách bên thẩm bên đâu đâu, gom ở đâu người dùng đấy. Thì trong đó toàn là máy zin không, không cần bung. Anh em đi tin con số đó không? Anh em tin vào con số người đã bung kiểm tra hay là con tin vào con số đó là tao chỉ nhìn bên ngoài thôi và tao biết anh em thích mua bên nào. Em hình dung không? Thì tương tự vậy, em dán tem trong, mất tem ngoài, em nhìn bên trong, à còn tem bên em chưa can thiệp, chưa bóc tem bên em ra, chưa xé, chưa làm gì hết thì em bảo hành, em hỗ trợ sửa chữa được, vân vân bla bla. Còn nếu anh em không dán tem á, mất tem ngoài anh em hỏi coi có bảo hành không? Nếu mất tem ngoài mà dám bảo hành, em chốt liền ngàn cái, em mua thẳng liền, em mua thẳng, em mở ở bên trong em lấy đồ chơi thôi, em lấy cam vô, cái cam rửa không xác định linh kiện nó bị chết một cam anh ơi, men em lấy này lấy kia lấy lọ lấy chai, em lấy chơi chơi thôi, pin nó sụp nguồn anh ơi, chết cục pin rồi, không có hiện em được đâu mà linh kiện không xác định, em lấy chơi thôi. Và thế là anh em quay qua nói, ủa tại sao mày dám linh kiện máy tao? Em đưa anh em một máy dựng, anh em dám nói là à máy đã dựng trước từ đầu không? Hay là cái máy này khách về khách dựng, không xin tặng máy mà anh em. Trời ơi, những anh thợ đồng nó hay lắm, không xin tặng máy mà ta không test. Không xin tặng máy đấy, mở bên trong,
Ủa anh ơi, cục pin này thay rồi anh ơi, sàn cổ cáp đấy. Không zin đấy anh ơi, tặng máy cho em đi, tem ngoài em không có. Có tặng máy không? Anh em hình dung không? Anh em hình dung ý em không? Anh em có lấy linh kiện ra, có tặng máy không? Anh em hình dung ý em không? Thì em nói anh em đơn giản như vậy nè. Cuộc sống này á, anh em tính thêm hai giá trị. Một là giá trị vô hình. Hai là giá trị vật chất. Nếu mà anh em muốn bay trên một chuyến bay nó yên tâm, dịch vụ nó tốt, nó đã qua bước kiểm tra và bước bảo trì đấy, kiểm tra đấy, thì anh em phải bỏ thêm tiền. À, nó là như thế. Còn nếu mà anh em cứ mua cái máy mà thậm chí anh mua mắc nha, bỏ thêm tiền rồi nha, mà nó không kiểm tra gì hết, nó bảo anh em zin đấy, mà tao không buông bên trong kiểm tra đâu nha, tao không biết vô nước, không biết sửa chữa, không, tao nhìn bên ngoài thôi, anh em dám mua hay không thôi. Nếu mà anh em chọn cái giá trị mà vật chất thôi thì ok. Em đang có 4 kỹ thuật, có 3 kỹ thuật xem men, test máy cho bên em, và mỗi tháng em trả tầm 15-20 triệu chỉ trong việc xem men, chưa tính tiền những cái sửa chữa khác thì thu nhập họ rất là cao, 30-40 triệu. Em đang nói là tính tiền xem máy thôi, thì em tính 3 thợ 15 triệu nhân 3 là 45 triệu một tháng. Thì nếu một tháng em tặng một cây, một tháng em tặng cây thôi, thì nói thiệt em vẫn không có vượt con số 45 triệu, mười mấy 20 triệu thôi. Nhưng mà nó như điểm liệt vậy đấy. 100 chuyến có một chuyến nó rủi ro, 100 cây có một cây uy tín, 99 cây uy tín, nhưng mà một cây đéo uy tín. Thì cái uy tín của anh em là uy tín gọi là mỏm. Anh em nhìn vô bên ngoài anh em nói là máy không zin, à, tao tặng máy, mày có test không? Không, vậy là anh em mỏm. Em chọn 100%, em có tỷ lệ, em có thật. Em mở bên trong, qua mắt của em, qua mắt của kỹ thuật, mà cái máy đó bên em vẫn dán tem xác nhận là zin, thì em mới dám nói một câu không zin em tặng máy. Bởi vì bên khác nó nhìn vào nó vẫn nói ủa cái máy này là zin. Em anh nhớ nha, em anh nhớ chuyện nha, em nói em không phải thần thánh, cả Rolex cũng vậy, cả kỹ sư máy bay cũng vậy, nó không phải thần thánh, nó đều có tỷ lệ xuất rủi ro. Nhưng để hạ cái tỷ lệ cái rủi ro đó xuống thì mình mới có biết kiểm tra và bảo trì. Em đâu có bảo trì đâu, em xài 2-3 năm rồi em có bảo trì đâu, thì em có bước kiểm tra. Mà cái bước kiểm tra nó quá rẻ so là cái giá trị vô hình là cái uy tín nó đem lại. Một là anh em chọn không xin tặng máy, à mày cứ mở đi, không xin tao tặng, năm cho tặng chắc 2-3 cây, tao rảnh là tao mướn 3 thằng kỹ thuật như mày, mày ngáo mày điên à, mày mướn 3 thằng kỹ thuật mày mất 1 tháng 45 triệu, 1 năm nó lên tới hơn 500 triệu, gần 550 triệu, mày điên à. Thì đúng em điên, cái tính em nó không giàu nổi đâu, em nói thiệt. Ai nói em giàu, em nói cái tính em không bao giờ giàu nổi, em nói cả đời này cũng không giàu nổi. Bởi vì ngoài tiền ra em nói thiệt, em quan tâm những giá trị khác, em không quan tâm mỗi tiền, tiền là vô tri thôi, em quan tâm con người, em quan tâm cái sự yên tâm, em quan tâm cái uy tín cửa hàng em, nó không phải đo đạc bằng tiền đâu, nên em không giàu nổi, em nói thiệt, cả đời này cũng vậy, em không giàu nổi đâu. Rồi bà em nói lại lần nữa nè, cái việc cái máy á, mà cái kèo mà 100 cây á, mà có một số anh thợ đồng hay là bạc bạch kim gì đấy, em không có nói mấy anh thợ tuyển thủ như em nha. Hiện giờ có những hệ thống cũng đang làm theo em rồi, cũng đang lên tới trình tuyển thủ rồi, trình thách đấu rồi. À, em là người đầu tiên của Việt Nam này làm cái vụ buôn máy bên trong nè, và nhiều anh thợ cũng lên tuyển thủ rồi. Thì em thấy vậy, 100 cây á, mà kêu tự lựa, xong rồi bảo đầu hàng ơi, mày bung ra mà kiểm tra dùm tao đi, mày dán cái tem mày vào, rồi về tao bung lại kiểm tra lần nữa cho chắc. Bung ra vẫn còn áp zin như vậy. Anh em nhìn đi, bung ra vẫn còn cắp zin như vậy. Em giáo luôn. Bung ra vẫn còn áp zin như vậy nè, nó viền như vậy nè, nó toàn bụi bẩn nó két vào như vậy nè, người dùng xài nè, đó bụi bẩn két vào. Đó, như vậy 13 đầu mắt, anh em cứ nhận 100 cây 13 đầu mắt vào đi, nhập 13 đầu mắt đi nè, nó câu dây động. Em câu nè, em câu cho anh em thấy, em có cách khác, nhưng mà em câu cho anh em thấy đó, nhìn dây đồng thấy không? Sao thấy được? Em nhét ở dưới mà. Thì cứ nhìn như vậy, 100 cây nhìn bên ngoài thôi, ồ máy này có vẻ người dùng xài nha, còn bụi bẩn bám nè, chân ốc lỗ loa, người dùng xài chưa mở lần nào, có vẻ là độ tin tưởng tăng cao. Lại hàng VN, lại hàng VN, hàng LL, tao thấy là ngon, được, nhập, không bung thì dính. Chơi vậy thì em chơi, đừng nói để nó tự lựa, nó bảo đồ hàng nó tự lựa. Mấy cái du học sinh mà xách về được vài trăm cây cùng một mã đấy, mấy du học sinh hơi bị hay đấy. Thì em thấy là em không làm được chuyện đó, em không làm được chuyện đó. Mấy anh làm được thì chơi kèo đi. Mấy ngoài một ngày ngồi ở tiệm á, trade in tầm khoảng vài chục cây máy đấy, mấy ngoài á, mà đưa cái máy lên nhìn bên ngoài thôi, à máy này chắc zin đấy, em nhận, em không buông bên trong kiểm tra đâu, mất cây á, một ăn mười,
giá mày thế thì em chơi. Rồi, thế nhá anh thợ đồng.